thế nào để tập xoạc không đau. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Nguyễn Đức Mãn. Khi tập võ, nỗi đau tập xoạc ngang dọc mà háng làm các bạn sợ nhất đúng không? Có những bạn tập đội tuyển chuẩn bị đi thi đấu gấp thì nỗi đau ép xoạc có thể làm các bạn sợ hãi kinh hoàng. Trong video này, tôi Nguyễn Đức Mãn sẽ chia sẻ cùng các bạn cách tập xoạc không đau mà các bạn có thể tập ngay trên giường nhà mình nhé. Đầu tiên các bạn tập các bài khởi động căn bản để làm nóng cơ thể và làm giãn các nhóm cơ trước khi tập nhé. Sau đó tập các bài bổ trợ ép dẻo. Bài 1, các bạn ngồi khép hai chân, rung lắc chân khoảng 5 đến 10 phút. Sau đó để hai tay lên đầu gối, gập người về phía trước, thả lỏng người. Tiếp theo, các bạn ngồi thẳng người, gập gối lên xuống khoảng 10 đến 15 lần. Bài 2, các bạn ngồi một chân thẳng trước, một chân vuông góc sau, ép ngang hai bên, mỗi bên 5 lần. Bài 3, mở rộng hai chân hình chữ V, hai tay chống phía trước, lăn hông về phía trước. Cấp độ 2, hạ hai cùi chỏ, vẫn lăn hông tiếp về phía trước. Cấp độ 3, vươn dài hai tay về phía trước và tiếp tục lăn hông về phía trước. Bài 4, các bạn xoay người sang phải, sang trái, hai tay chống hai bên chân, ép dọc mỗi bên 10 lần. Bài 5, đây là bài tập các bạn sẽ tập cuối cùng. Các bạn chống hai tay phía trước, hai chân xoạc hai bên, ép lên xuống khoảng 10 lần. Sau đó, các bạn ngồi duỗi hai chân về phía trước, rung lắc hai chân để thả lỏng hai chân, trả lại trạng thái bình thường. Mỗi ngày các bạn chỉ cần kiên trì cho mình khoảng 30 phút. Sau một tuần các bạn sẽ thấy kết quả rõ ràng. Với bài tập này, các bạn tập không cần phải có một cái không gian rộng. Các bạn có thể tập ngay trên chiếc giường nhỏ nhà mình. Chúc các bạn tập luyện thành công. Các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nguyễn Đức Mãn. Các bạn thấy video hay, hữu ích, hãy bấm chuông subscribe để không bỏ lỡ video tiếp theo. Cần tư vấn miễn phí hãy comment phía dưới hoặc inbox Zalo 0988 277 992. Chúng tôi sớm có phản hồi. Xin chào và hẹn gặp lại.